mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Y tế ngày 29 tháng 10 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Đuối nước tại công trình cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, một học sinh tử vong. Ăn nhầm thuốc điều trị tâm thần, bé trai nguy kịch. Phẫu thuật bóc vỏ phổi cứu bệnh nhân 19 tuổi mắc bệnh Whitmore. Cấp cứu kịp thời hai bệnh nhân người dân tộc bị ngộ độc lá. Cô gái 22 tuổi đột tử vì thói quen nhịn tiểu. Ung thư người phụ nữ sống khỏe sau 10 năm phát hiện bệnh. Cà Mau phát hiện thêm 2 ổ dịch dại, 4 người bị chó dại cắn thoát khỏi ám ảnh. Thu hồi trên toàn quốc lô kem chống nắng không đạt chất lượng. Tối ngày 28 tháng 10, ông Lê Nhật Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm. Một nhóm học sinh khi đến chơi tại công trường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại địa bàn Quảng Trị không may đuối nước tử vong thương tâm. Tối ngày 28 tháng 10, ông Lê Nhật Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn đã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh tới chơi hạng mục ở công trình thi công cống thuộc dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy. Khi hai học sinh xuống hố công trình để tắm thì không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, một học sinh đang chơi gần đó cứu được một bạn. Còn em HMN, học sinh lớp 6 trú tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã tử vong. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Thủy cho hay, khu vực xảy ra sự việc ở gần đường giao thông và khu dân cư, địa phương sẽ đề nghị chủ đầu tư dự án có giải pháp rào chắn công trình đang thi công để đảm bảo an toàn. Hiện Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đang điều tra, làm rõ vụ việc. Khu vực xảy ra sự việc ở gần đường giao thông và khu dân cư, địa phương sẽ đề nghị chủ đầu tư dự án có giải pháp rào chắn công trình đang thi công để đảm bảo an toàn. Hiện Công an và Viện Kiểm soát Nhân dân huyện đang điều tra làm rõ vụ việc. Ngộ độc thuốc ở trẻ em có thể dẫn đến nhiều biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Mới đây, một bệnh nhi ăn nhầm thuốc điều trị tâm thần đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng hốt, giật lưỡi, gồng cứng người. Trước khi vào viện 2 tiếng, trẻ liên tục có các biểu hiện bồn chồn, hoảng hốt, giật lưỡi và gồng cứng người. Khi nhập viện, các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhi ngày càng tăng lên, co giật, cứng miệng lưỡi, co cứng cơ vùng mặt, cứng cổ, cứng chân tay, người ưỡn cong. Qua thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ trẻ đã bị ngộ độc. Theo lời kể của người thân, một ngày trước, bệnh nhi có sang nhà người thân chơi. Trong gia đình có người đang điều trị bệnh lý tâm thần bằng thuốc Haloperidol 1,5mg và bệnh nhi có ăn nhầm 5 viên thuốc này. Tổng liều bệnh nhi uống là 7,5mg. Bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc Haloperidol, có chỉ định điều trị cấp cứu bằng truyền dịch, lợi tiểu, thuốc đối kháng Haloperidol. Sau 2 ngày theo dõi, chăm sóc điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và ra viện. Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần cảnh giác hơn, quản lý thuốc thang trong gia đình cẩn thận hơn. Trước khi cho con dùng thuốc hay thực phẩm chức năng gì, cần tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn gram âm gây nên. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể gây tử vong trong vòng 1 tuần kể từ khi phát bệnh. Nam thanh niên 19 tuổi sau đây đã may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cứu sống thành công. Với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đà Nẵng, khoa ngoại trung Bệnh viện Quân y 17, vừa điều trị bóc vỏ phổi thành công cho một bệnh nhân viêm phổi, mang phổi do vi khuẩn Whitmore. Bệnh nhân nam 19 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, xuất hiện tình trạng đau tức ngực vùng trái, sốt. Bệnh nhân đã có 8 ngày điều trị tại y tế cơ sở, nhưng không đỡ nên vào khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 17 ngày 9 tháng 10, 2023 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, mệt mỏi nhiều, sốt cao, đau ngực trái nhiều, khó thở nặng, có biểu hiện suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 đã tiến hành cấp cứu siêu hấp, chụp cắt lớp vi tính, làm các xét nghiệm cho bệnh nhân, hội chẩn bệnh viện và tham khảo ý kiến chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đà Nẵng. Qua đó thống nhất chẩn đoán xác định bệnh nhân viêm phổi, mang phổi trái do vi khuẩn Whitmore, biến chứng siêu hấp, nhiễm khuẩn huyết. Ngày 17 tháng 10, bệnh nhân được phẫu thuật mở ngực bóc vỏ phổi, làm sạch mang phổi, cắt lọc tổ chức phổi hoại tử do các bác sĩ khoa ngoại trung, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Quân y 17 với sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ, trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành. Kết hợp điều trị tích cực, kháng sinh theo kháng sinh đồ. Đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tình trạng ổn định nhiều, cải thiện hô hấp, tự thở khí trời. Hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 17 theo phác đồ đã hội chẩn và tập phục hồi chức năng hô hấp. Để phòng ngừa bệnh Whitmore, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, không tiếp xúc với nguồn nước, nguồn đất bị ô nhiễm, nhất là khi có vết thương hở. Lá ngón là loài cây có độc tính cao, mọc tự nhiên ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngộ độc lá ngón xuất hiện nhanh, nặng và dễ tử vong. Tuy vậy, rất nhiều người dân vẫn không biết lấy lá ngón về để chế biến thành thức ăn gây ngộ độc như hai trường hợp sau đây. Ngày 27 tháng 10, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết,
các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát thuộc tỉnh này đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời hai bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị ngộ độc lá ngón. Trước đó vào ngày 24 tháng 10, phòng khám đa khoa khu vực Mường Hùn, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận hai bệnh nhân là GAB, 21 tuổi và VTS, 15 tuổi, cùng trú tại xã Rèn Thám, huyện Bát Sát, nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, sủi bọt mép, thở yếu, suy hô hấp. Cán bộ y tế phòng khám đa khoa khu vực Mường Hùn đã tiến hành tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, đồng thời gọi điện thoại xin ý kiến hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện đa khoa huyện Bát Sát. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đa khoa huyện Bát Sát đã trực tiếp hướng dẫn xử trí cấp cứu ban đầu và kịp thời cử kíp bác sĩ lên hỗ trợ cấp cứu, đặt ống nội khí quản, hút đờm khai thông đường thở, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn, cung cấp oxy, truyền dịch. Sau đó, hai bệnh nhân ngộ độc được chuyển về bệnh viện đa khoa huyện Bát Sát để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện nay cả hai bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tự đi lại ăn uống bình thường và được bệnh viện cho xuất viện trở về nhà nghỉ dưỡng. Hiện nay có rất nhiều người vẫn đang giữ thói quen nhịn tiểu mà không hề biết những hệ lụy đáng kể mà nó có thể mang lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai. Trường hợp một cô gái trẻ 22 tuổi tại Trung Quốc sau đây là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang giữ thói quen này. Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Trong Đa trực thuộc Đại học Đông Nam Trung Quốc đã thông tin về cái chết của cô Trần, 22 tuổi ở Trung Quốc. Các bác sĩ cho rằng cái chết của cô liên quan đến việc nhịn tiểu. Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, khi ngủ dậy, cô Trần chạy vội vào nhà vệ sinh nhưng mãi không ra. Bà mở cửa bước vào thì bất ngờ thấy con gái nằm bất động trên sàn nhà, không còn thở và không còn nhịp tim nữa. Mặc dù được gia đình đưa ngay tới viện, nhưng cô gái đã tử vong trước đó. Các bác sĩ chuyên môn đã chỉ ra rằng cái chết đột ngột của cô có thể liên quan đến việc nhịn tiểu. Theo các bác sĩ, rất có thể cô Trần đã đi tiểu đột ngột sau khi nhịn tiểu quá lâu, khiến dây thần kinh bị kích thích quá mức. Theo thời gian, bàng quang trống rỗng quá nhanh, máu đi xuống khiến huyết áp giảm, nhịp tim giảm, máu lên não không đủ dẫn đến bất tỉnh. Theo các bác sĩ, mặc dù ngất do tiết niệu sẽ không trực tiếp gây tử vong, nhưng nếu có bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh tim sẽ phát triển thêm sau khi ngất, nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến tử vong đột ngột. Trước đó, bệnh viện đã từng tiếp nhận 12 trường hợp chấn thương sọ não do ngất khi tiểu tiện, trong đó có 2 trường hợp bị tàn tật và 7 trường hợp tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo, tốt nhất bạn không nên nhịn tiểu, nếu cảm thấy buồn tiểu thì nên đi tiểu càng sớm càng tốt. Ngược lại, nếu bạn nhịn tiểu lâu và đi tiểu quá nhanh và dữ dội, bạn cũng có thể bị ngất khi đi tiểu. Nhịn tiểu không phải là một thói quen tốt cho cơ thể, đặc biệt là đối với hệ tiết niệu. Chính vì vậy, dù trong bất kể trường hợp nào, cần hạn chế tối đa việc nhịn tiểu và đáp ứng nhu cầu tiểu tiện nhanh nhất có thể. Khi có các dấu hiệu ban đầu liên quan tới tiết niệu, thì cần được thăm khám ngay để chẩn đoán và điều trị sớm nhất có thể. Tầm soát ung thư sớm đã cứu sống hàng ngàn người mỗi năm. Tầm soát ung thư sớm là cách giúp chẩn đoán ung thư ở giai đoạn đầu. Khi đó có nhiều lựa chọn hơn và việc điều trị có nhiều khả năng thành công hơn. 10 năm trước, khi nghe tin mình bị ung thư, bà Vũ Thị Mão trú tại Quảng Ninh suy sụp và nghĩ rằng mình chỉ còn sống được vài tháng. Ngày 27 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học tổng kết 10 năm thực hiện ghép tế bào gốc cho bệnh nhân máu ác tính. Đến nay đã hơn 100 bệnh nhân được ghép tế bào gốc tại cơ sở y tế này. Một trong số đó là bệnh nhân Vũ Thị Mão, 73 tuổi, trú tại Quảng Ninh, bị ung thư máu từ 10 năm trước. Bà nghĩ rằng mình chỉ còn sống được vài tháng, tinh thần suy sụp. Tuy nhiên, các bác sĩ tại Trung tâm Huyết học Bệnh viện Bạch Mai đã động viên bà Mão được trị bệnh. Sau đó, bệnh nhân này đã được ghép tế bào gốc. Tương tự, chị Hoàng Thu Hằng, trú tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, được ghép tế bào gốc đồng loài từ năm 2013. Sau 10 năm, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh và tái khám theo chỉ định. Giáo sư Phạm Quang Vinh, nguyên giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu cho biết đối với bệnh máu ác, việc điều trị hóa chất để lại nhiều tác dụng phụ đối với bệnh nhân, sẽ khiến họ bị nhiễm trùng nặng. Để hạn chế tác dụng phụ này, ghép tế bào gốc là phương pháp điều trị được các bác sĩ áp dụng. Hai phương pháp ghép tế bào gốc là ghép tự thân và ghép tế bào gốc đồng loại. Trong đó, ghép tế bào gốc tự thân là lấy tế bào gốc của người bệnh, dùng hóa chất diệt tế bào ác tính và ghép lại cho người bệnh. Ghép tế bào gốc đồng loại là lấy tế bào gốc của người khác, kỹ thuật phức tạp hơn. Đặc biệt, quá trình ghép yêu cầu vô khuẩn rất sát sao để tránh nhiễm trùng. Ngoài ra, các cán bộ trung tâm dinh dưỡng còn phải khai thác tiền sử của người bệnh để nuôi dưỡng đường tiêu hóa, tránh dị ứng và giảm nguy cơ biến chứng nhiễm trùng. Người dân bên cạnh việc thực hiện lối sống lành mạnh cần thăm khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, tầm soát ung thư để phát hiện và điều trị sớm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cà Mau vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thới Bình và Đầm Rơi về hai trường hợp chó dại cắn người tại ấp Tapasa 2, xã Tân Phú, huyện Thới Bình và ấp Tân Long, xã Tân Tiến, huyện Đầm Rơi, có 4 người bị chó dại cắn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cà Mau đã cử cán bộ phối hợp với thú y và y tế địa phương tiến hành điều tra xác minh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, trường hợp thứ nhất bị chó dại cắn tại huyện Thới Bình là bà NTN ở ấp Tapasa 2, xã Tân Phú. Khi đi ruộng về thì bị chó chạy ra ngoài đường cắn, vị trí cắn là ở cẳng chân trái. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bà LTMA đang đi trên đường thì con chó trên tiếp tục cắn bà A, vị trí cắn ở hai cánh tay và hai cẳng chân. Bà N và bà A đã đến Trung tâm Y tế huyện Đầm Rơi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Tại huyện Đầm Rơi, trường hợp thứ nhất là bà NPL ở ấp Tân Long, xã Tân Tiến.
Khi đang đi ở nhà thì bị con chó nhà nuôi cắn vào bàn tay phải. Trường hợp thứ hai là ông LMT, chồng bà L, đang đi ở nhà thì bị con chó tiếp tục cắn vào cẳng chân trái. Sau khi bà L và ông T bị chó cắn, người nhà có đưa đi tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 22 ổ dịch dại trên đàn chó và 40 người bị chó dại cắn. Nhận định trong thời gian tới, nguy cơ bùng phát dịch dại trên đàn chó là rất lớn. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cộng đồng để kịp thời phát hiện những trường hợp bị chó, mèo cắn, phối hợp với cơ quan thú y để xử lý triệt để ổ dịch. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân khi nuôi chó mèo cần nhốt trong chuồng, tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó mèo, thực hiện tiêu hủy ngay khi con vật bị dại. Khi bị chó mèo nghi dại cào, cắn, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng dại. Cục Quản lý Y Dược Bộ Y tế vừa ban hành một loạt thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng. Các lô này bị thu hồi đều vì lý do kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. Sản phẩm đầu tiên là mỹ phẩm Asia Whitening Cream với SPF 50+, PA 3+, hộp 1 tuýp 50g, số lô 011122. Sản xuất ngày 28 tháng 11 năm 2022, hạn dùng ngày 28 tháng 11 năm 2025. Số công bố 14722 CBMPHD. Công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Công, địa chỉ ở phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Sản phẩm thứ hai bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là một lô gel vệ sinh phụ nữ Organic Lucky Row, chai 180ml. Số lô bị thu hồi là 080, sản xuất ngày 16 tháng 7 năm 2022, hạn dùng 16 tháng 7 năm 2025, số công bố 389318 CBMPHN. Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long, địa chỉ lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sản phẩm thứ ba là nước tắm gội thảo dược Dr. Papi, hộp 1 chai 230ml, số lô bị thu hồi là 082021, ngày sản xuất 25 tháng 11 năm 2021, hạn dùng 25 tháng 11 năm 2024. Trên nhãn ghi thông tin, số công bố 508819 CBMPHN. Nhà sản xuất, Công ty Cổ phần Green Star Quốc tế, địa chỉ BT11, khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.